Vicky! Vicky! Hả? Kẻ nào? Kẻ nào? Kẻ nào làm náo động bến Bình Thang? Dạ đó là Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản à? Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Đây là chỗ nhà vua đang luận bàn việc nước. Việc nước mất con đã có phải luận bàn ở đó. Vậy mà dám đến đây để làm loạn à? Xem vương vào tội tử. Dạ trình đức ông, sở dĩ Toản đến đây là gì? Toản muốn diện kiến thanh hoàng, bày tỏ lòng mình xin được phất cờ giết giặc bảo tồn tổ quốc. Phất cờ giết giặc bảo tồn tổ quốc à? Chẳng hay em ta năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 15. 15? 15 tuổi mà cũng luận bàn việc nước hay sao? Muôn tâu bệ hạ. Giặc vô luôn tà ác, đâu kể gì kẻ thơ. Tuy em thiếu tiếng chi đồng, muôn đời chống ngăn quân thù. Khi nước nhà đeo lên, vì tổ quốc hay sao? Tội nhà ngươi đã rõ, làm sao động Bình Thang. Không xem phép thuật ra gì, xin thanh quân gia hình. Chỉ chi mà để làm gương, mau truyền võ đạo vương. Hoàng thúc, nhìn em ta thấy thương trong lòng. Nhi đồng dũng cảm kiên cường đi ngang, ngăn chống quân sai lang. Lòng nào ta đây đi đành tâm đón nghĩa thâm tình. Vì dân yêu nước chữ chung quân tội gì mãi tha. Xin đức ông ai dừng thương, thương tha cho tội của dân hầu. Gương xưa trị nước đành dẹp tình riêng, ta lo việc chung. Lý đâu không cần hút thuốc tha cho nghịch nhi. Toàn dân sẽ luôn chê cười khi lòng dạ chẳng an. Làm sao xứ an dân lành, bao lời thần thấm thâu. Cầu xin trên đừng lại duyên lòng thần tử quyết. Võ Đạo Vương. Dạ. Chém. Dạ quang. Bệ hạ nếu vì lòng yêu nước thiết tha mà dương vào tội tử, thì còn ai đâu về sang hà. Nói chỉ trao tổng diệt lũ gian tà, dẫn lũ giặc quyết khinh thường ngạo mạn. Chúng sang nước mình còn ta không tan hoài. Nước mất nhà tan ta không thể ngơ tay. Sách kiếm ông cha giết giặc, xin bệ hạ phán truyền cho cả nước sông lớn biên cương bảo vệ sang hà. Hay lắm Quốc Toản, đất nước đang cần những người tài như em. Hãy sáng đời mà diệt thù. Còn bây giờ? Chưa phải lúc. Chưa phải lúc. Còn đến lúc nào nữa? Bệ hạ, Toản lớn rồi mà. Được rồi, ta sẽ ban cho em một đặc ân. Toản được một đặc ân. Đội ơn bệ hạ. Quân. Dạ. Các vương hầu đến đây dự họp, chẳng lẽ em ta lại không có hay sao? Đây, ta sẽ ban cho em một quả cam. Một quả cam là phần thưởng của kẻ tôi hiền. Không. Quốc Toản, không được hỗn láo, quỳ xuống. Hoàng thúc, dù sao tấm lòng yêu nước của Trần Quốc Toản rất đáng khen ngợi. Thôi, em hãy về, kẻo mẫu thân mong đợi đó nha. Các vương hầu, hãy theo ta vào luận bàn diệt nước. Đem quả cam này về, giặt lấy nước mà uống đi. Đồ con nít,
mà mày đặt luận bàn việc đánh giặc. Đồ con nít mà chọn bài đi đánh giặc. Ở đây hai ông là giống con nít nhất đó. Tỏa không phải là trẻ con mà. Bé Ngọc ơi, trời đất ơi, Ngọc ơi là Ngọc, ba dặn con ở nhà học bài chăm chỉ sao qua đây chứ vậy? Nè, cam rồi đồ đạc, kim tiến đồ ha. Qua làm ba có trò khùng trò điên này hoài à. Về nhà cho ba, nhìn cái... Mệt quá nè, cho mấy nước con nhìn cái gì nữa. Khổ ghê vậy hả? Ai phải nước cam quên mở đường chú lè vậy? Khổ quá Ngọc nè. Ba dặn con lần cuối nha, ở nhà cho ba, không qua đây nữa nghe không? Nè, ở nhà học bài chăm chỉ, qua đây. Ba đi kiếm con cùng làng khắp sớm, hỏi con Ngọc đâu, không ai biết hết trơn hết trọi đó. Ba mệt quá mà, ba già rồi mà con. Cảm ơn nghe. Thái độ nè hả? Mày đặt thái độ hết nước với tôi hả? Cho uống mấy nước được tưởng đâu tôi không chửi nghe nè. Nè, con nít con nôi cầm giáo cầm gươm tính đâm ai? Đâm quân thù. Ở đây ai quân thù đâu? Hay lắm, giỏi lắm ha nè. Ai dạy ba cái trò ở đây? Con nít con nôi bị đặt hỗn hào với người lớn. Ông ba bà ba dạy phải không? Để đó đi. Ông ba bà ba đâu? Dạ tôi đây. Ông ba bà ba ra đây. Mày đứa chuyện nhỏ gì, không chuyện có gì hổ. Vậy cậu? Tôi có hỗn láo với mấy cô mấy chú trong xóm phải không? Sao vậy luôn con? Lại coi. Trời ơi, sao tụi vậy? Con cứ giỡn hoài đó. Dạ xin lỗi cậu, mấy đứa nhỏ nó phiền hà cậu hả? Không có phiền gì hết trơn á, ông mới phiền đó. Dạ, ông vậy? Bà rủ rê dụ dỗ con gái tôi qua đây phải không? Dạ đâu có rủ rê dụ dỗ gì cậu. Tại vì tụi tôi là hai vợ chồng nghệ sĩ già. Dạ. Rồi tụi tôi làm nhang ở đây tụi tôi sống. Rồi mê cải lương quá, hát nghêu ngao. Mấy đứa nhỏ nó thấy nó khoái quá, nó chạy lại nó xin học. Tụi tôi dạy, tôi không có lấy tiền lấy bạc gì hết trơn trọi á cậu. Tụi nó mê cải lương là tụi tôi mừng rồi. Dạy không lấy tiền hả? Dạ. Ai thích đâu dạy. Con gái tôi đâu có thích. Nè, con gái không thích là một không thích, hai không thích, ba không thích, bốn cũng không thích. Có ai thích đâu? Dạ thích. Thích cậu ơi. Sao con đưa ba vô đường cùng rồi vậy con? Nè, nhưng mà tôi không thích. Tôi không thích, tôi không cho. Qua đây với bà Ngọc. Từ từ nói nha cậu. Đừng đi qua đây. Đừng có đánh nó nha. Nó hát có triển vọng lắm đó cậu ơi. Triển vọng cái gì? Nè, nghe lời ba, con về nhà với ba nghe. Thầy cô tới nhà hết rồi, học tiếng nước ngoài nè, tiếng Anh nè, tiếng U nè. Đó. Tiếng U là tiếng gì vậy cậu? Tôi nói ra nghe nhiều thôi chứ không biết. Tôi học cái lương xưa cũ lắm rồi. Ê, cậu ơi, cậu nói chuyện xưa cũ tôi không chịu nha. Cái lương tôi không có xưa cũ nha cậu. Cái lương tôi đổi mới mỗi ngày nha cậu. Đổi mới mỗi ngày hả? Nè con nhìn đi. Ông ba bà ba nè, từng một thời mê cải lương, cả đời theo cải lương đó. Rồi giờ ở đâu? Đâu có nhà đâu ở con. Ở ké cái đình này nè. Ê, cái đình này của tôi mua à. Cậu đừng có nghĩ ai cải lương là cũng như vậy. Cải lương bây giờ người ta khác rồi, đừng có nghĩ như vậy nữa. Tôi không nói chuyện với ông ngang ngược lắm. Đi về với ba kìa. Ba đứa kia nữa, con chị Sáu nè, anh Bảy, chú Chín, qua đây. Đi về luôn. Không không nữa. Học cải lương đi khóc cũng vô dây được nữa. Cho nó học đi mà. Vậy lẽ đó. Con ơi, dẫn em đi cẩn thận nghe. Có chừng bé nghe con. Đó. Ai mà chê cải lương á là chạm vô lòng tự ái của ổng hả? Thôi, buồn cái gì. Người ta không biết thì người ta nói vậy. Thì mình từ từ mình nói người ta hiểu. Hiểu không? Sao người ta cứ nghĩ cải lương là xưa cũ vậy mình? Trong khi nghệ sĩ ngày nào cũng đang đổi mới. Tôi càng muốn cải lương đến gần với lớp trẻ hơn. Mà sao cái định kiến kỳ vậy mình? Tôi hiểu mình mà. Mình ơi, mỗi con người sinh ra đều chọn cho mình một ngành nghề trong xã hội. Bác sĩ, kỹ sư, kinh doanh, chính trị là làm đẹp và đấng sinh thành. Xin đừng nghĩ xương ta là vô loại vô ngành. Tôi hát cải lương là để ngợi ca tình đất nước. Nhạc của nước mình hát để mình nghe
cải lương kết hợp từ ca dao, kết nối bằng dây thân ai. Theo tiếng mẹ ngủ cũng trầm bồng, mượn ca dao mà hát tiếng mẹ ru hời. Thôi mình à, cải lương á nó hay lắm, nó dạy cho người ta nè nhân lễ nghĩa trí tính. Ai á mà yêu thích á thì mới hiểu, còn người ta không hiểu á thì từ từ mình nói người ta biết, có gì đâu buồn nha mình. Tôi bồi ngồi khi nghe người ta nói, sợ quê mùa không nghe bài dòng cô, chỉ thích nhạc Mỹ nhạc Tây để nâng cao giai cấp. Nghe nhạc của người ta mà chê nhạc nước mình, đổi họ thay tên chứ đâu à có đổi được dáng hình. Thân xác con người bị đẩy đưa theo hoàn cảnh, nhưng đừng để tâm hồn bị hoàn cảnh đẩy đưa. Giọng cổ là tiếng vọng về xa, nơi có quê hương đầy kỷ niệm. Xin đừng chê người thật thà dứt phát, rồi lại buông lời khinh miệt cải lương. Thôi, nhưng mà đây là tâm nguyện của mình, mong muốn truyền lại cho lớp nhỏ cái môn nghệ thuật truyền thống. Thì bây giờ á, mấy đứa nhỏ đứa nào nó thích thì mình dạy cho nó, mình đừng có nản lòng. Người ta nói chút xíu là mình buồn, vậy thì sao mà mình làm được cái nguyện vọng của mình hả mình? Thôi thôi mình ơi, chắc tôi với mình bây giờ đã lỗi thời rồi, không nghe theo kịp cái lớp trẻ nữa. Thôi dẹp hết, không hát không ca không dạy gì hết, có ai nghe nữa đâu mà hát mình à, ai học nữa đâu mà dạy. Thôi hết rồi mình ơi. Mình ông ba, mấy đứa ở đâu còn cái lưu dòng cổ, là nơi đó còn dân tộc Việt Nam. Trời ơi mình, nghe tôi đã nói không mình, cái lưu sẽ mãi mãi trường tồn. Mình ơi, ông ba, lại tôi với ông ba. Bạn muốn gửi gắm gì ở trong cái phần mà bạn dàn dựng như vậy nè? Dạ, tại chủ đề này là cảm ơn cuộc đời. Thì thật sự là cuộc đời này có rất là nhiều cái để mà mình cảm ơn. Nhưng mà em thì em muốn là truyền lại cho cái lớp nhỏ hơn nữa, là từ lúc còn bé, các em bé nó còn nhỏ mà bắt đầu biết nghe giọng cổ, biết thích cải lương, thì chắc chắn là cải lương mình sẽ còn hoài còn mãi. Đó là ý muốn của em. Dạ. Cảm ơn cái chương trình Sao Nối Ngôi, và cũng qua cái tiết mục mà Tre Tàn Măng Mọc của Gia Bảo, tôi mới được thưởng thức một cái món ăn tinh thần mà lần đầu tôi nghe giọng cổ mà bè quá chừng bè. Cái ý tưởng này rất là hay, mình truyền lại cái vọng cổ. Tôi không có đồng ý, đừng có bao giờ mà nói là vọng cổ xưa hay là cái gì đó, cái ngành nào cũng có giá trị hết. Và cũng là rất là khen mấy cháu ra rất là tự nhiên, cuối câu cao trào đó mà bè giọng cổ, cái này là tôi nhớ hoài luôn nha, ấn tượng luôn rồi. Bạn Gia Bảo là thích làm những cái việc mà ít ai làm. Mà như vậy cũng hay đúng không? Cho em nói thêm cái này chút. Dạ. Nha, khi mà con hát giọng cổ đó, mình vô giọng cổ mình có nhiều cách vô lắm. Nhiều khi con nói lối đi, con nói lối gì đó rồi gần tới cái câu mà con xuống đó, cái con mới vô lại cái, thì nó không có lòi ra cái kiểu yếu của mình. Chứ mỗi lần mà chú nghe con hát nhạc hay là giọng cổ là chú hồi hộp lắm. Cái câu vô giọng cổ vừa rồi đó, Gia Bảo đọc lại cho cô nghe coi. Dạ. Mỗi con người sinh ra ai cũng chọn cho mình một ngành nghề trong xã hội. Khoan nha. Mỗi con người sinh ra ai cũng chọn cho mình
một ngành nghề trong xã hội. Đó, nói gì đó. Bác sĩ, kỹ sư, kinh doanh, chính trị là muốn làm đẹp và đấng sinh tâm. Mà cái này đó là cô học từ anh Diệp Lan, thì bây giờ mới có cách để mà chỉ cho Gia Bảo. Con đang đóng cái vai người lớn tuổi, đóng vai già, thì tất cả những người lớn tuổi đều hơi ngắn hết, là vì hơi tàn sức mọn rồi. Cho nên là cái cách của mình, mà cái kỹ thuật mà con nhả chữ, thậm chí đó, nếu mà con học được của cô Ngọc Giàu đó, thì con sẽ thấy rằng chỉ có 4 chữ thôi, nhưng mà cô cất lên một cái đó là mình xót ruột, mà mình quặn lòng, mà mình bắt buộc mình phải vỗ tay. Thì cái nghề nghiệp của diễn viên đó cần học những cái điều này. Vậy con nha. Gia Bảo, những cái kỹ thuật thì cô ba đã dạy con rồi. Cái tiết mục của con làm cho ba rất là xúc động. Và tự nhiên á, giống như cái ký ức tuổi thơ của ba nó tràn về vậy đó. Ba mê cải lương từ nhỏ. Và bây giờ là ba đã lớn rồi. Mình sợ là con cháu sau này không thích nữa. Nhưng mà cái hoài bão của con á, nó cũng giống như hoài bão của ba. Có nghĩa là mình mong làm sao mà con cháu giống như các cháu hồi nãy, cái 4 tuổi, 5 tuổi mà vẫn mê cải lương. Thì cải lương sẽ không bao giờ biến mất. Ba thích nhất là cái cách suy nghĩ của con, cái tâm của con. Thưa quý vị, thưa ban giám khảo, Gia Bảo là cách đây ba mấy năm á, em bồng nó trên tay. Mới chiếu nó nhất là bồng trên tay. Con là rất là may mắn, con sanh ra trong một gia đình truyền thống về cải lương, về nghệ thuật. Đã có một sẵn một cái dòng máu ở trong trái tim con. Con được nhiều những cái ưu ái như thế. Nhưng ngược lại đó là một cái điều mà con phải phấn đấu. Phấn đấu rất dữ dội. Nhưng Gia Bảo được cái này nè. Gia Bảo có cái đầu đạo diễn. Riêng về mặt ý tưởng dàn dựng, con đã gây được một cảm xúc cho cô ba đây, cho bác đây, và cho bố nuôi của con, cho cô và cả cái khán phòng này. Và con cũng rất là khéo léo để chọn những cái thiếu nhi, nó hết sức là dễ thương. Nội bao nhiêu mà nó bé xíu mà nó ra mà nó cầm cái giáo á, là nó đã thuyết phục được mình rồi. Dễ thương quá. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thủy. Cảm ơn những lời nhận xét quý báu của ban giám khảo dành cho thí sinh Gia Bảo. Bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Xin được mời danh ca Thái Châu. 9,5. Nghệ sĩ Minh Nhí. 10. Vâng. Thưa quý vị, số điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Gia Bảo. Xin mời. 9,5, chúc mừng bạn. Dương Hoàng Hậu, bạn nghĩ như thế nào khi tàn chứng đã rành rành cứu sự? Quán tế chấp, ông phải nói năng cho dè dặt. Đừng quên, ta là mẫu nghi thiên hạ. Nếu như chẳng cẩn ngôn, ta sẽ chém bái đâu. Con gái này là ai? Ta nào biết nào quen. Tên gián điệp thông đồng từ cùng cấm, bạn quê hương đất nước của cha ông, chịu suốt đời thuần phục tông thần tông. Mà tên mãi quốc cầu dính, đó chính là Thượng Dương Hoàng Hậu. Lý Đạo Thành, Ý Lan, các ngươi hết bài trò này rồi lại bài sang trò khác. À, chắc có lẽ chúng bay muốn ta vùi thay trong ngục lạnh, nên mới đặt điều cho rằng ta bán nước buôn dân. Bằng cớ đâu đừng vu khống hàm hồ. Đây, ta xin trả lại cho bà lời vu khống. Ôi hộp tiên đế anh linh trong vô lòng,
Cô thu chân nỗi xót xa của kẻ gối chân manh tâm mệt quốc cầu dinh. Giả mạo, giả mạo. Không phải giả mạo mà đó là sự thật. Quan tỷ chấp và ta nhận được tình nên ta lệnh bắt gian nhân. Cụ chung phải cung khai góc ngọn đuôi đầu. Những kẻ khóc la đòi chồng ngoài cung cấm, đứa cầm đầu bởi Liễu Huệ Thanh Mai là hai con nữ của hoàng hậu Thượng Dương. Việc tài trời là do phân thơ gửi Đông Dương, hẹn ngài làm nội gián ngoại kích nội công. Tổ quốc thiêng liêng đâu phải của riêng mình, mà suốt ngoại bang vào toan dậy xéo nát tan. Tâu Thái Hậu, để cho muôn dân không còn xao xuyến, bên ngoài chiến trường, chiến sĩ vẫn giữ can cường. Dạ, xin cho phép ly ngừng sớm trở lại biên cương, và bảo cho Đôn Quốc Công biết rằng, trong nỗi nhất triều đình sẽ đem binh tiếp diện. Nhưng còn ai, ai sẽ đem hùng binh sông nước tiếp tay? Thần xin lãnh hùng binh. Là Khanh à, hay lắm. Ta phó thác cho Hiền Khánh chiêu toàn quốc sự. Xin dân. Con Thượng Dương hoàng hậu, tội tư thông quốc tặc, xin Thái Đường phê chiếu gia hình theo quân pháp. Vâng tế chấp, dù sao Khanh và Thượng Dương cũng nghĩa thông gia. Ta tàu Thái Hậu, thần thọ chức bình chương quân quốc là vì nước vì dân, gắng sức già mà thần lo cho nước cho dân, chứ không phải là vì áo mạo đại cân mà lòng chẳng khao khát cao lương mỹ vị. Ngoài chiến lý thì hàng vạn quân tướng sĩ ngày qua ngày giáo đổi giáo gươm kề gươm, chiến đấu với giặc thù giành lại từng tấc đất thân thương. Thế mà nơi trong cung chương lại có kẻ ban máu của dân để mưu cầu địa vị. Tâu Thái Hậu, quân pháp có câu: tiên trị kỳ gia, hậu trị kỳ quốc. Xin Thái Đường phê chiếu sở. Lan trì. Chết rồi rồi. Trì. Quan tế chấp, xin quan tế chấp hai vị ta. Chị Vân em, chị Vân em dù sao cũng là phận quần thoa, xin nhổ phước mà thứ tha cho chị. Em ơi, chị lỡ có một lần bán nữa, xin thề chẳng dám tái phạm lần sau. Con tỷ thái hậu, xin người hãy dám an gia hình cho Thượng Dương hoàng hậu. Tâu Thái Hậu, gương xưa trị nước đành dẹp
tình riêng, ta lo việc chung lý đâu. Nay địa tự ý tha thù dương, toàn dân đấu điên khôn lường, gieo thảm họa tóc tan. Ngoài bang lớn sang biên thùy, ta cần diệt đứa giang. Cầu nương nương đừng lai chuyển long thân đà quý. Giang xin thương dùm phần thuyền quyên lẫm trường chuyên, lại sinh xin làm đời ngựa trâu, ơn khắc sâu thù nào quên. Dù sao cũng trong quan gia dùm tha kinh qua bọt bèo. Con đệ chấp ơi, xin khanh hãy nghĩ tình tiên đế mà. Tâu Thái Hậu! Xin Thái Hậu hãy chết đầu thần trước, rồi tùy nghĩ tha thượng dương sao. Giáp sĩ quân. Dạ. Truyền tam bang trào điện. Bình độc dược.
quý vị, vai diễn Lý Đạo Thành là một vai rất nổi tiếng, rất là lừng lẫy của nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn. Đó cũng chính là cậu ruột của Trường Giang. Và hôm nay Trường Giang đã thể hiện cái vai diễn này cùng với sự hỗ trợ hết sức là nhiệt tình của hai người chị. Người chị cô cậu ruột của Trường Giang đó là nghệ sĩ ưu tú Tú Sương và nghệ sĩ Lê Thanh Thảo. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ. Đây là một cái trích đoạn kinh điển của cải lương tuồng cổ Việt Nam. Và trích đoạn này thì tôi đã được hân hạnh diễn cùng với nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng ở tại Paris. Tôi xem cái vở diễn này rất nhiều lần, từ nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng mà cho đến nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn. Hôm nay đó có một điều hết sức là thú vị, xem một chàng trai diễn cái vai Lý Đạo Thành. Thần sắc dĩ nhiên con không thể, nhưng mà với điệu bộ, với cách diễn đạt, cho cô nhìn thấy tương lai rực rỡ và một cái nét sáng vô cùng hết sức là đẹp của nghệ thuật tuồng cổ Việt Nam. Cái đoạn này là rất hấp dẫn người xem, ngay cả những người làm nghề cũng cảm thấy máu lửa. Giống như chị ba vừa nói là các em, các cháu bây giờ thì không thể nào giống như những bậc tiền nhân đi trước. Nhưng các em đã cái tiếp bước cha chú của mình như vậy thì rất là đáng mừng. Với cái tiết mục này, chú thấy cái công suất lao động của cái ngành tuồng cổ này ghê gớm quá. Chú cũng đã xem nghệ sĩ Thanh Tòng diễn, con mắt trợn lên bỗng liếc qua liếc lại hốt hồn người ta lắm. Nhưng mà qua cái vai diễn của con như thế này, con trẻ tuổi mà con dồn hết cái tâm sức vô con diễn cái vai này thì chú phải nói là rất là hay, rất là khâm phục cái khả năng lao động nghệ thuật quá tốt. Trực tiếp xem em diễn coi như là mới hoàn toàn cái vai này, cho nên đối với tôi là một cái sự rất là xúc động mà tôi không thể nói một cái lời nào hơn, là tôi rất là kính phục các bạn, nhất là Trường Giang. Em đã lột tả được hết cái tinh thần của một người trung thần đối với nước. Cái thứ hai là cái bi hùng tráng của cái vở kịch. Cho con 10 điểm. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Quá thật xứng đáng. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ Kim Phương. Cô cho. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chính Tính chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là quyền quyết định của 100 vị giám khảo khán giả tại trường quay. Chính với 7 điểm, chúc mừng bạn. Cha ơi cha, con thay đồ xong rồi nè. Cha nhìn con coi có giống Nghi Xuân không? Đồ đẹp không cha? Con à, cha định đổi tuồng con à. Con không chịu đâu, cha không tập cho con giận luôn. Cái tuồng Phạm Công Quốc Hoa nó có cái cảnh giống cha con mình quá. Con thấy cái tuồng đó Nghi Xuân Tấn Lực có cha thì cha phải ra trận, mẹ thì mẹ mất, cho con đằng này con có cha là coi như vừa có cha vừa có mẹ, hạnh phúc đâu có thua gì. Thôi được rồi, con kêu bạn Hải ra đi, mình tập tuồng. Con cảm ơn cha. Bạn Hải ơi, ca tập tuồng chung với Thi nè. Rồi, ra liền. Dạ. Dạ chú. Chào con. Nè, đạo cụ chuẩn bị hết rồi. Dạ, giờ mình bắt đầu hả chú? Rồi, bây giờ mình bắt đầu tập tuồng con. Chị Hai ơi, chị Hai. Ơi, em nói chị Hai nghe này nè, vui lắm. Chị Hai. Ừ, em nói đi Tấn Lực. Mẹ. Ủa? Ơ kìa, Tấn Lực, em sao vậy? Chị Hai mà. Em sao vậy? Chị Hai. Tấn Lực. Em nhìn chị Hai đứng nhếch nhả, y gan mẹ mình luôn. Cái em nhớ mẹ quá chị Hai ơi. Tấn Lực ơi. Em nghe chị nói nè, mẹ của mình á đã chết thiệt rồi em à. Không, em không chịu. Em chịu mẹ chết. Em chịu mẹ chết đâu. Em không chịu. Tấn Lực ơi, em đừng có khóc nữa. Em mà khóc nữa, chị khóc theo em không có ai dỗ em được đâu. Không còn mẹ bên mình đâu em. Thương em tôi
mất mẹ rồi cuối cùng tâm thần. Mẹ hiền ơi mẹ ở suối vàng có thấu chân cho lòng. Mẹ bỏ con rồi mẹ đang ở đâu? Có nghe chăng tiếng con khờ kêu suốt đêm ngày? Ai còn nhớ mong mẹ ơi mẹ ở nơi đâu? Tấn Lực ơi đừng có khóc nữa, em chờ cha về nha Tấn Lực. Hai con ơi cha đã về. Này, hai con đang làm gì đó? Con đang quét nhà. À giỏi. Sáng nay cha đi đâu sớm vậy cha? À sáng nay chị hai không biết đâu, có một mình Lực biết thôi. Là hồi sáng á ông vua gọi cha lên triều đình để mà lãnh thưởng á. À cha đi lãnh thưởng. Không phải vậy đâu con à. Ủa cha, lệnh của triều đình là cha phải ra xa trường giết giặc. Ra xa trường giết giặc. Cha đi giết giặc. Lực em thấy sao, em lấy cây cuốc chạy vào chuẩn bị hành trang cùng với cha. Hai chị em mình đi giết giặc nha. Giết giặc. Hai con không được đi. Sao vậy cha? Nơi chốn xa trường gươm đao hiểm ác, hai con không được đến đó. Mẹ đã mất sớm, hai đứa con ở nhà không có ai chăm lo hết. Cha đi rồi Tấn Lực nó giận cha, con cũng giận cha luôn. Con giận cha luôn. Cha đừng có đi. Nín đi con. Trời ơi, ta biết phải làm sao khi chốn biên thùy giặc ngang tàn xâm lấn. Tâm trí hướng biên cương nhưng dạ còn con trẻ, ta biết phải làm sao cho tròn chi anh. Nặng nợ non sông mà lòng bằng con khờ. Tấn Lực nghi xuân thay con còn thơ âu, ta không đành lòng biết gửi lại cho ai. Nhìn nước mắt con rơi mà cha đau nhói trong lòng. Cha ơi, nơi chốn quê nhà có con lo liệu mọi bề thay cha. Xin cha hãy cứ yên lòng lên đường giết giặc đáp lời non sông. Con gái cha ngoan lắm. Con là con trai, không có được mềm yếu như vậy. Đúng rồi, con là con trai, con sẽ ở nhà, con bảo vệ cho chị hai. Dạ. Giỏi, giỏi lắm con. Dạ. Dạ ơi, con ở nhà, con sẽ hát ru thay mẹ cho Tấn Lực ngủ. Cha hãy yên lòng đi giết giặc đi nha cha. Ngoan lắm. Dạ. Con gái của cha. Đây có phải là lần đầu tiên mà em được cùng đứng trên sân khấu với ba mình không? Dạ đúng ạ. Em cảm thấy trong lòng của em rạo rực lên vì
Em biết là cha của em đang rất là hạnh phúc khi con gái của mình nối được cái nghề. Con cảm ơn cha đã sinh ra con. Sao có vẻ hình như con sinh ra để làm đào cải lương? Là bởi vì cái phát âm của con đối với lại cái ca cải lương nó rất là tròn dành rõ chữ. Cái tiếng miền Nam nó con phát âm dễ thương quá trời đi. Đó là một cái giọng tự nhiên trời cho, chưa có được trao chuốt mà nó đã dễ thương như vậy rồi. Cho nên là chắc có lẽ con phải cố gắng thật nhiều, con phải làm thật tốt những điều mà ba mẹ con kỳ vọng, nhất là người cha của con. Trong khi thì con hát tân nhạc, chú thấy con rụt rè, yếu đuối, có đôi lúc hụt hẫng luôn. Mà qua cái tiểu phẩm này, con hát bên cải lương, bên ngành cổ nhạc, thấy con vững vàng, duyên vừa dáng. Vừa ghê hả? Cái chất giọng nó tình cảm một cách một chân thật chất phát. Đối với chú thật là tuyệt vời, khác hẳn luôn. Qua một cái chút xíu hát cái đoạn đầu thôi, chưa có hát cái đoạn sau nha. Tôi nói cái em này tỏa sáng rồi. Hát bây giờ cô rất tự là tin. Xin lỗi anh Châu nha, trời, tôi ham nói quá. Tôi cô rất sẵn sàng đó, dạy con hát cải lương. Nhìn gương mặt em, không ai nghĩ cái nhà là nhà gieo neo, không ai nghĩ là sống thiếu tình thương. Tại vì trên gương mặt của Thi rất là rạng rỡ, em lại được cái sáng sân khấu. Cái điều đó là một cái nhu cầu cần thiết của một nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Tinh Tinh rất là cảm động khi thấy hai cha con cùng đứng chung một sân khấu. Cái điều đó là một cái điều mà xin lỗi một cái điều rất hạnh phúc cho mọi người nghệ sĩ. Chú xúc động quá chú không biết nói gì. Chúc mừng con. Con chưa có đó là cái kỹ thuật giữ hơi và cái kỹ thuật làm thế nào để cho mình có 5 mà khi mình ca khán giả thấy mình có 10. Thì cái việc đó cô nghĩ rằng ba con và ca cô có thể giúp con làm được chuyện đó. Nhưng cái vốn quý đó mà con có sẵn đó, thì cái điều đó chỉ có cha mẹ với trời cho. Cho nên muốn rằng đáng lý ra đó là cho con 9.5, nhưng mà sẽ cho con 10 để nói với con rằng hãy cố gắng giữ gìn cái viên ngọc trời cho và cha mẹ cho mình. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo Thái Châu. Mấy điểm? Lớn lên chút nữa coi. Hồi nãy thấy đập bàn nữa. Bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo Kim Phương. Thì em nó rất là lễ phép rất là đi lớn. Lùi lại. Em có biết hình dung tại sao mà cô Thi đi cái kiểu đó không? Thật ra đó là cô có một cái tư chất của một cái cô đào chánh của cải lương, cho nên rất là khiêm cung và tự biết rằng trước mặt ai và trước mặt người nào đó thì mình sẽ phải hành xử như thế. Cảm ơn cái sự giáo dục của ba con. Đêm nay thật sự là em làm anh rất là xúc động. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Mai Xuân Thi. 9.6, chúc mừng bạn. Ok, em ơi, em ca hay quá. Qua đâu? Thục Quanh, anh xin trân trọng tặng em. Dạ, cảm ơn ông. Dạ. Và bó hoa này nói lên từ nay trở đi em là của anh. Ông à, tôi là gái đã có chồng rồi ông à. Biết. Anh biết em có chồng chứ? Nhưng mà anh thích ai có chồng lắm. Anh Dương ơi! Đừng kêu tên Dương nữa. Từ nay trở đi
nó sẽ vĩnh viễn không còn thấy mặt em. Ông đã làm gì chồng tôi? Anh đã lỡ móc mắt nó rồi. Trời ơi, ông tàn nhẫn lắm. Tàn nhẫn là bản chất của anh. Ông ác độc lắm. Không ác độc làm sao tàn nhẫn được. Trời ơi, anh Dương ơi, anh Dương. Em chị bay trúng gió rồi, đem về nhà cho tao cạo gió. Mau lên. Tiền đâu? Mất dạy quá. Đi hai đêm mà chỉ có nhiêu đây sao? Hả? Hả? Đi đâu hả? Đi đâu? Tôi vào với con tôi. Nó không có ở trọng đâu. Ông đã làm gì tới con tôi? Tôi đã thả nó trôi sông rồi. Tao là ác quỷ, tao không còn tình người, tất cả là do mày. Do mày! Ba đồ! Mày đã đồ ác quỷ! Trả con lại cho tao! Trả con lại cho tao! Trời ơi, sao nào giết chết con tôi, miệng sữa con hôn. Đời mẹ chỉ có con là nguồn vui, là lẽ sống trong đời. Mà sao con nỡ bỏ mẹ đi đâu? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Em không làm tròn bổn phận. Mất con rồi, em biết sống sao đây? Nỗi đau đớn, nỗi nhọc nhằn, đọa đày linh hồn và thể xác. Anh Dương ơi, anh đã bao đêm bao ngày mong ước ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm, nhưng ai đã gây cho mối tình tan vỡ? Để tình chung thủy nay đành lỡ làng. Dương ơi, con mình nay còn đâu? Đoàn lìa bi thương chiến mình ta, ôi xót xa, ôi đớn đau. Anh hỡi anh ở đâu? Cầu ái ân cầu thủy chung, kiếp này đánh lỗi hẹn, không mong gì xuân hợp đáng duyên. Hoàng kiên cứ mãi chân chồng, mắt càng vòng, lòng ta như mũi xa kim châm tới bầu. Anh Dương! Thục Quân! Buông ra!
Buông ra. Bạn ơi. Ai vậy? Mày, mày đã làm tan nát cả gia đình tao. Mày cướp vợ tao. Mày giết con tao. Mày đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời tao. Bây giờ mày muốn gì nữa? Mày muốn cái gì nữa? Của hai thằng giống nhau vậy? Nào giả nào thiệt? Tao không muốn mày bán con tao. Mà... Ủa con? Ủa ai vậy? Ai đây? Ai? Châu Thành. Trời đất ơi anh Thành ơi, em đâu có biết. Ủa con anh hả? Em đâu có biết anh Thành. Mở ra coi. Phải em biết em thương nó rồi. Bây giờ em sẽ bán nó chỗ ngon lành lắm. Anh tin tưởng em đi. Em bán tương lai của nó. Em bán ở đâu? Em bán cho bốn vị lận. Muốn đóng phim được có Nguyễn Chính Tính nè. Muốn hát cây lương được có Bạch Trí cái Kim Phương nè. Muốn hát nhạc có Thái Châu. Anh đồng ý không? Đồng ý. Chịu không? Chịu. Đó, giờ xin bị bốn vị ba như con vì giúp đỡ con ảnh dùm. Giờ xin chào. Thưa quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị hãy dành tặng một tràng pháo tay thật lớn cho nghệ sĩ Châu Thanh, nghệ sĩ Tấn Hoàng và ca sĩ Lưu Chí Vĩ. Thật là một điều hạnh phúc vô cùng cho Châu Thanh khi con gái mình tham dự trong chương trình Sao Nấu Ngôi. Nhưng mà một điều rất là lo, tại vì Châu Ngọc Tiên thì mới bước chân vào nghề chỉ 2 năm nay thôi. Và giả lại cái bộ môn cải lương không phải là sở trường của con gái. Mỗi lần nó ca thì Châu Thanh phải nói đứng tim. Nhưng mà Châu Thanh có động viên con gái thế này, đây là một cái cơ hội rất tốt để mình được học hỏi. Cảm ơn những lời chia sẻ của nghệ sĩ Châu Thanh. Nói về cái tiết mục này thì chú Phi Thành thật là khen ngợi là về cái phần dàn dựng rất là tốt. Cái thứ hai nữa là con diễn tốt. Chú nhìn là nhìn cách diễn và của con ở cái nét điện ảnh và kịch với cái dáng của con, với gương mặt của con và cái cách diễn của con. Về cái giọng nói của con cũng vậy, là rất là thích hợp cho các vở kịch. Đó. Còn riêng về cải lương thì chú thấy rằng con ca không được rồi, nó không vô rồi. Đó. Thì thôi thì đây là góp ý cho con biết là cái con đường của con đi sắp tới, con đi kịch hoặc là con đi điện ảnh sẽ thành công hơn. Cái vai diễn này nó quá nặng nề với Tiên. Mình hát cải lương nó rất khó. Khi mình nhả chữ ra, cái chữ nó cứng lắm, cái biểu cảm mình cũng không có được. Rồi nhưng mà cũng ghi nhận cái sự mà thử thách của con. Cô hơi có khác với chú Thái Châu một chút. Với một cô ca sĩ hát nhạc nhẹ, nhạc đương đại mà ca xế sẵn như vậy á, thì quá dễ thương đi. Ở đây con được cái lợi thế là con đẹp, và nó rất hợp với lại cái tính cách của cái nhân vật này. Cho nên con không cần diễn sâu đó, thì người ta cũng tin rằng đây là một cái cô gái phòng trà và gặp một cuộc đời lận đận. Bản thân chị ba muốn động viên con, động viên Tiên á, trong cái nối ngôi này thì là một điều đáng quý. Nhưng riêng cô là người làm nghề cũng hơi bị khắt khe một tí. Đây là một cái vở mà ba con đã thành danh, thì ba con lại lấy ngay cái đoạn phát triển tâm lý nó quá phức tạp, mà cái sức của con á chưa thể đạt tới, hơi bị tiếc. Con muốn nhảy qua lĩnh vực của ba con là một điều đáng quý, nhưng mà theo cô á thì con nên trở lại cái tài năng bẩm sinh của mình, đó là ca nhạc. Nhưng mà cũng không ai cấm con hát cải lương, bởi vì có tệ đâu. Ngay sau đây là số điểm từ phía ban giám khảo. Đúng ra là cô cho con 9 điểm với một cái công việc của con, nhưng mà cô muốn cộng cho con thêm phân nửa nữa để hoan nghênh cái việc con đam mê với cải lương và con dũng cảm bước vào cái vườn hoa nghệ thuật cải lương. 9,5 dành cả Thái Châu. 9 nghệ sĩ Kim Phương. 9,5 điểm của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho giám khảo khán giả tại trường quay chấm điểm cho Châu Ngọc Tiên. 9,5, chúc mừng bạn. Dương Ngọ Băng. Dương Ngọ Băng. Âu Lạ. Quý
triệu ta đã bao lần thất bại thảm hại dưới cành cổ loa. Đã bao lần rồi? Muôn tàu bệ hạ, không dưới 10 lần. Nhan Khanh, tên bại tướng đâu không dám về để diện kiến tại sao? Nhan Khanh, con trai duy nhất của thần đây. Trước khi chết, nó truyền lại với lính rằng phải cắt đầu của nó đem về đây để nhìn tạc bệ hạ và tại hạ lần cuối. Năm năm qua không đêm nào ta an giấc. Quốc sư, ta phải làm gì để phi công thành nuốt chửng cổ loa? Ta phải làm gì đây? Xin bệ hạ hãy mở cửa ban giao thông thương hòa hiếu giữa nước Triệu và Âu Lạc. Sàm ngôn, cái chết của Nhan Canh đã làm cho Nhan Tấn điên rồi hay sao? Xin bệ hạ hãy cho thái tử Trọng Thủy kết giao cùng công chúa Mỹ Châu. Nhan Tấn, thần xin lấy đầu ra mà thề, chỉ 3 tuần trăng, thần sẽ sang bằng cổ loa thành. Ê! 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 Tốt lắm! Các anh em hãy cố gắng tập luyện để cùng ta bảo vệ nó thần. Dạ! Cao huynh à, hai nước thì đã kết tình bằng hữu với nhau rồi, chúng ta cần gì phải tập luyện hả Cao huynh? Ta biết, nhưng mà ta không tin với một người như Triệu Đà lại có thể mở lòng hòa hiếu với Âu Lạc. Nếu như các đệ để lộ bí mật của nó thần thì đừng có trách ta. Dạ. Nghỉ ngơi một chút đi, rồi tập luyện tiếp. Dạ. Ai? Ai? Thần đây. Thần đây mà. Là ai? Thần là sư giả của nước Triệu đây. Sư mà. Sư giả nước Triệu. Ai cho người tới đây? Hai nước đã tỏ lòng hòa hiếu, anh em với nhau mà. Sao cắt đầu anh em mình vậy? Tôi là khách quý của Thuận Dương đó. Anh em với nhau cả mà. Đây đây đây, đây là bình rượu. Rượu đặc biệt của nước Triệu, uống vào ngon lắm. Không tin à? Không tin thần à? Uống thử nha. Ngon quá. Nhưng mà tại hạ ủ cái bình rượu này nó chưa có đủ 2 tuần trăng. Nhớ 2 tuần trăng nữa hãy uống nha. Cho tại hạ gửi, cho tại hạ gửi. Ta không lấy. Cho tôi gửi đi mà. Để ta. Tại hạ muốn tỏ chút lòng là tại vì tại hạ rất là quý các hổ tướng. Các hổ tướng thương cha thương mẹ như vậy, bởi vậy thần Kim Quy tin tưởng mới giao cho nỏ thần. Ủa sao các hổ tướng cười tại hạ vậy? Thần Kim Quy ở đâu ra? Nỏ thần là do các hổ tướng chúng tôi làm nên. Vậy à? Vậy mà nước Triệu chúng tôi lại nghe khác đó chứ. Ông nghe khác là sao? Nước Triệu chúng tôi nghe được là toàn bộ hệ thống nỏ thần là do Cao Thục tướng quân một tay làm ra hết. Quang đường! Lấy nỏ là do ta làm đó, còn thân nỏ là do ta nè. Còn ta chính là mũi tên. Thôi, sao vậy? Biết là anh em với nhau rồi, nhưng tôi là người nước Triệu mà. Sao các ngài đem bí mật quốc gia mà kể cho tôi nghe vậy? Không, tôi không muốn nghe. Cũng may là tôi nghe đó. Nếu mà một người khác nghe đó là có hại cho cổ loa thành đó. Cao Thục tướng quân mà nghe các ngài tiết lộ, cắt đầu như chơi đó. Nhưng không sao, chúng ta là bạn mà, anh em mà. Tôi chè nhau hết. Yên tâm nha. Tôi thương lắm. Các hộ tướng tôi thương vô cùng tận. Bởi vì các hộ tướng phải ngày đêm canh giữ nỏ thần, không được bước rời khỏi nửa bước. Vậy mà
Cao Thủ Tướng Quân nhận hết toàn bộ những gì do tất cả làm ra, mà ông ta nói là một mình ông ta làm ra. Quả đáng. Thục Dương cũng tin là như vậy, cho nên mới để các hổ tướng khổ sở tại đây, trong khi Cao Thủ Tướng Quân rượu thịt no sai hết. Anh em sao bạc bẽo với nhau quá vậy kìa. À thôi, mà tại hạ cũng không trách Cao Thủ Tướng Quân, bởi vì ngay bây giờ Cao Thủ Tướng Quân đã u mê trong tình cảm lắm rồi. Bởi vì sao? Bởi vì thái tử Trọng Thủy của nhà Triệu sắp kết hôn cùng công chúa Mỹ Châu của Âu Lạc, cho nên là ngày ấy ghen, luôn mờ lý trí. Thôi thông cảm hết, thông cảm hết nha, thông cảm, thông cảm hết. Quá đáng. Tại sao cứ để người lạ xâm xâm chỗ đây hả? Cao huynh, Cao huynh, người lạ đâu ra? Đây là sứ giả của nước Triệu, là khách của Thục Dương đó. Trời, làm gì vậy? Cứ là ai muốn chạm đến bí mật của nó thôi thì đừng phải chết. Cao huynh, thôi, cho tôi xin, ở đây không có ai muốn biết bí mật gì hết. Đúng rồi, đề kệ mà ông con ta còn không thèm nghe được mà. Thôi cho tôi xin mà, Cao Thủ Tướng Quân ơi. Cao Thủ Tướng Quân, bí mật của nó thần rồi. Thôi, Cao Thủ Tướng Quân ơi. Đừng. Các hổ tướng đã cực khổ lắm rồi, xin ngài đừng hành hạ các hổ tướng nữa mà. Cao huynh, chúng ta đã từng giàu sanh ra tử, vậy mà bây giờ Cao huynh đối xử với chúng đệ như vậy. Ông ta nói đúng, huynh chỉ lợi dụng chúng tôi mà thôi. Thôi, cho tôi xin mà. Buông ra. Cho tôi xin mà. Phong Châu thất hồn, đừng để như vậy. Buông ra. Rồi để đi. Để không thì không giữ được bình tĩnh. Đi. Huynh chỉ lợi dụng chúng tôi thôi. Thôi. Các hổ thương ơi, đừng. Phong Châu thất hồn, đừng tan rã mà. Cao huynh, đây là sứ giả của nước Triệu, huynh đừng làm bậy nữa. Ráng mà giữ thần. Cao Thủ, Cao Thủ Tướng Quân, tại sao Phong Châu thất hùng lại huynh đệ tương tàn? Thục Dương, xin người hãy minh tường mà soi xét. Đây chỉ là một màn kịch bàn nhau, không muốn chiếm đất nước ta một lần nữa. Cầm đi. Thục Dương, xin Thục Dương bớt nóng. Có thể bởi vì Cao Thủ Tướng Quân lo cho vận mệnh của nước Âu Lạc mà thôi, không có gì hết. Đẹp lắm. Ngài nói người hay ngọc? Cả hai. Thế thì cả hai đều là của Thục Dương hết à. Thục Dương, nếu như người cứ đam mê tủ sắc, nghe những lời đương bật, thì Âu Lạc sẽ vì ngài mà chìm trong biển máu. Cao Thục, bắt giam Cao Thục. Uy thế của ngài không còn tiếng nói nữa, tình cảm của ngài đã giết chết đi uy thế của ngài rồi. Giết ta đi. Giết ngài à? Không, ngài còn phải chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần nữa. Cao Tướng Quân sẽ không bao giờ hiểu được tâm trạng của ta khi mà nhìn con mình chỉ còn cái đầu dắt dẻo trên lưng ngựa. Ta còn đau đớn gì hơn khi đức vua thì không tin dùng, bản thân thì bị nhốt trong ngục tối, hay là người tấu với đức vua mai này sẽ chém đầu ta? Chết à? Không, không chết dễ dàng như vậy được. Ngài phải sống, phải sống để nhìn Âu Lạc chìm trong biển lửa. Ngài phải sống,
sống để nhìn tên vua ngạo mạn kia chạy thục mạng mà tìm đường sống. Ngài phải sống, sống để nhìn công chúa Mỹ Châu sẽ làm tỳ thiếp của thái tử Trọng Thủy, bởi vì quận chúa Hoàng Dung sẽ lên ngôi hoàng hậu. Ngươi được không? Phải sống. Ta vẫn tin Âu Lạc còn có người tài trung. Tài trung như ngài còn mà hiếm, hiếm lắm. Bởi vì tất cả những phòng vệ của Âu Lạc tại hạ biết hết rồi. Tất cả nằm ở đây nè. Thành cổ loa xây từ hình xoắn ốc, cho nên không thể nào bắt thang mà trèo vào. Muốn đánh vào phải đánh từ cổng thành. Bề mặt thành trang bị hệ thống cung nỏ, mỗi lần bắn ra là cả ngàn mũi tên chớp lè ánh sáng, âm thanh rợn người. Tiếng trống đồng và tiếng nỏ thần bắn ra sẽ tạo ra một âm thanh long trời lở đất. Đó là bí mật của nỏ thần. Nỏ thần muốn sử dụng là phải có phong châu thất hùng, nhưng ngài đã bị nhốt ở đây rồi. Những người kia làm được gì? Không làm được gì hết. An Dương Vương, người ở đâu? Trên ngôi cao đang say mê tử sắc. Đây, mũi tên này ghim thẳng vào trái tim con ta. Con ta đang chờ ngài dưới suối vàng. Lính của nước Triệu đang tràn vào. Đêm nay lính của nước Triệu sẽ có mặt khắp Âu Lạc. Nhận lấy món quà cho ta vui nha. Dạ không, cha trả thù cho con được rồi. Nhà Khanh, hãy chứng kiến cha trả thù nè. Cao Thục đã không giữ được thành cổ loa. Xin cảm ơn rất nhiều nghệ sĩ Quỳnh Tiến Khoa, nghệ sĩ Dương Cường và các hậu tướng là siêu mẫu Phạm Đức Long, diễn viên Phúc Gia Lô, diễn viên Hoàng Phúc, nghệ sĩ Thái Kim Tùng, nghệ sĩ Đình Văn, Duy Tiến và tất cả các anh chị em trong nhóm múa. Xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ kính thưa ban giám khảo, dạ kính thưa quý vị khán giả. Hôm nay khi mà con chọn cái vai Nhan Tấn trong cái vở Nỏ Thần, đó là một cái vai diễn của ông nội con là nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc. Khi mà tên ông đã là rất là lớn và lừng lẫy rồi, nhưng mà khi mà nhận một cái vai hoàn toàn khác với sở trường của mình, một cái nhân vật gian ác, thì ông đã phải học hỏi và phải luyện tập rất là nhiều. Và cái vai diễn này cuối cùng đã giúp cho ông đoạt được giải huy chương vàng liên hoan sân khấu toàn quốc. Cho nên là cái đó là một cái tấm gương mà con đã học theo cái điều đó. Cái vai diễn này là một cái món quà con muốn tặng cho ông nội của con. Yeah. Phi thường. Phi thường ở đây đó, ngoài cái việc mà con giữ cái ngọn lửa nghề đó, là cái sự dàn dựng rất là chỉnh chu. Ngoài cái đó ra đó, còn một cái nữa phi thường ở chỗ là con giống lên một cái tiếng chuông tiếp theo cái tiếng chuông của ông nội. Và để nhắc nhở cho chúng ta rằng càng bình yên thì chúng ta càng phải thận trọng, và càng phải nhắc mình, tự déo mình để mình biết đau, để mình giật mình, để mình giữ cái sự bình yên này. Cảm ơn con. Hôm nay là chú nhìn cá nhân con trình diễn, tuổi đời còn trẻ như thế này mà tài nghệ rất là cao. Đối với chú đánh giá con diễn rất là xuất thần. Cái câu thoại, cái cơ mặt run rẩy, câu đó như thế nào, tới đó diễn xuất như thế nào, con làm, nghĩa là phải nói là chú, nghĩa là cảm xúc được từng phần, từng động tác con diễn, từng câu thoại câu nói, giỏi lắm, rất là giỏi. Cái mà anh Hữu Quốc cảm nhận được ở Gia Bảo á, có một cái gì đó ngoài cái dốc dáng nè, cái tinh thần làm nghề, thì bạn có một cái tư chất mà cũng giống ông nội lắm. Gia Bảo rất là khôn, là khi mà làm một cái tiết mục trong chương trình Sao Nói Ngôi chỉ có bao nhiêu phút thôi, em đã cắt gọn, tỉa gọn để mà gom, để đẩy cái vai, phải nói là một cái vai diễn đỉnh của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc. Nó gần như là một cái lớp độc thoại dài. Và trong nghề á thì diễn viên mà có nghề mới độc thoại được một cái đoạn này. Dường như từ đầu đến cuối các nhân vật kia thoại rất ít, mà dường như Gia Bảo độc thoại xuyên suốt cái tiết mục này. Nó có cả hỉ nộ ái ố. Nói chung tiết mục của em hôm nay làm cho mọi người cảm thấy có những cái đoạn nổi da gà. Đúng là Sao Nói Ngôi, Gia Bảo đã đem những cái gì tinh túy nhất, những cái gì đẹp nhất, những cái gì của người tiền bối đi trước, và em đã đem vào, và em đã có những cái mới hơn, có những cái gọi là trẻ trung hơn nữa. Em có những cái nhấn nhá, những cái kêu bằng là lúc nào cần phải nén trong lòng uất hận như thế nào, lúc nào em cần phải thoát ra hết tất cả. Em đã làm được những cái điều mà gọi là trên sân khấu rất là cần. Một lần nữa xin cảm ơn em. Một tiết mục hết sức tuyệt vời. Ngay sau đây sẽ là số điểm Gia Bảo nhé. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời. Xin được mời danh ca Thái Châu. Mời. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Mời. Vâng, xin được chúc mừng bạn với 3 điểm 10 tuyệt đối. Nhưng số điểm của nghệ sĩ Thanh Hằng chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Vâng, và bây giờ là thời gian dành cho quý vị giám khảo khán giả tại trường quay. Chín mươi bảy điểm, chúc mừng bạn. Lộm ơi, Lộm. Anh này. Cái gì vậy em? Sao vậy? Dạ. Sao vậy nè? Em sao? Em đi ra chợ mua cho anh khúc giải. Rồi sao nữa em? Cái em sơ ý em bị té. Trời ơi, đi đứng sao mà kỳ vậy nè? Anh đã nói rồi. Anh ơi, anh coi em coi sắp giải có bị dơ không vậy? Cái sắp giải nó không có quan trọng. Quan trọng nhất là em đây nè. Em ngồi xuống đây anh coi coi. Rồi, cái chân có bị sao không? Dạ không sao, em bị chạy có chút xíu à. Trời ơi, cái chân nó sưng như vậy mà nói là không còn sao. Đưa cái chân này anh coi. Trời ơi là trời ơi, cái chân vậy đó mà nói em có làm sao. Ui da.
Sao anh sức dầu cho em á? Em đau, em đâu có ui da đâu mà sao anh ui da vậy? Mấy người có biết á, mấy người bị cái gì á là tôi đau như thế nào không? Còn hỏi nữa, bực ghê. Xin lỗi em. Làm người ta đau quá à, làm như là thương người ta lắm vậy á. Thương sao không thương? Nói vậy mà nói được. Vợ chồng với nhau không thương em thì anh thương ai? Người ta vì tôi á, người ta đi mua đồ cho tôi mà người ta té về nè. Giờ người ta muốn cái gì người ta nói đi, tôi làm hết cho người ta liền giờ nè. Em muốn rồi, anh có làm được cho em không? Cái gì làm cũng được hết trơn á trời á. Em nói đi, em muốn cái gì anh làm cho em coi. Em muốn sáng mắt. Mù khổ lắm anh ơi. Anh Niễn, anh thử lấy hai tay á, anh bịt lên mắt á, rồi cái anh sống một tiếng đồng hồ trong sự tăm tối coi. Anh sẽ thấy người mù tha thiết với ánh sáng bao càng thêm đau, nhói đau tim này. Đừng khóc nữa em ơi, thay ta đã nên vợ chồng thì suốt đời sẽ không lìa xa. Anh luôn muốn em toại lòng là có ngày thoát qua mù. Hồi nãy đó anh nằm ở cái chõng tre này nè, anh nửa mê nửa tỉnh, anh thấy Phật Bà Quan Âm. Phật Bà nói với anh là em là một cô gái hiền lành, Phật Bà sẽ cho em được sáng mắt, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện là tụi mình phải xa nhau em à. Xa nhau? Rồi anh nói sao? Anh từ chối. Anh từ chối? Anh Liễn ơi, vậy là anh không có thương em không, hả? Không, anh thương em nhiều lắm rồi nè. Là anh đâu có thương em đâu. Anh thương em mà. Anh sợ, anh sợ em sáng mắt, vợ chồng mình sẽ xa nhau em mà. Anh Liễn à, em đây xin nguyện suốt đời yêu anh không đổi thay, cho đến hết đời chỉ có anh trong lòng. Buồn nữa, em đi vô trong em rửa mặt đi, rồi anh ráng anh ngủ nữa, để anh gặp được Phật Bà Quan Âm để anh xin lại. Anh nói vậy là anh không có thương em á, mai mốt là không có nói vậy nữa nha. Anh biết rồi, đi vô nhà đi, rửa mặt rửa mày nghe. Niễn ơi. Dạ. Nè, ê mày, chiếc xe quê kỳ của ai đậu ngoài trước sớm mà con nít nó bu quá trời vậy bay? Dạ cái xe của ai con không biết nữa tía ơi. Tía hả? Tía có thương con không tía? Dạ. Hôm nay mày hỏi vậy là sao mày? Tía ơi, tía tía cho ai con với em lượm cưới nhau liền giờ đi tía. Cái thằng này muốn vợ riết khùng hả mày?
Tao đã nói là cuối tháng này mới có ngày tốt mà. Nhưng mày cũng đã đồng ý với tía rồi, hôm nay nói gì kỳ với mày. Tía ơi, con không còn thời gian nữa đâu tía ơi. Tía thương con, tía đồng ý. Tía cho con với em lượm kiếm cưới nhau liền giờ đi. Con giải thích cho tía nghe sao. Còn lại tía mà tía, tía giúp giùm con. Tía cho con cưới em lượm liền thôi, giờ. Thôi được rồi, đứng lên đi. Thôi ông muốn tôi chiều ông ơi. Dạ. Tôi mệt ông quá. Lượm ơi ra đây em. Trời đất ơi, cái gì muốn vợ gì mà muốn như ghê vậy. Tía ơi tía. Có mấy ngày nữa cũng chịu không nổi rồi sao. Kỳ sẵn cái mâm trầu cao đây mà tía. Anh kêu em dữ vậy. Mình làm luôn đi tía. Chịu. Ủa tía. Cái gì? Trời đất ơi, cái mâm trầu cao này là của tôi. Ngày mai tôi đem qua nhà của bà Sáu đám cưới của người ta ở bển ông ơi. Tía ơi, cho con mượn trước rồi con trả lại sao mà tía. Tôi sợ ông luôn đó ông kệ. Quỳ xuống em ơi, quỳ xuống. Thôi. Ơi. Dạ, con khấn lại Hoàng Thiên, trời Phật chứng giám, con tên là Hai Tất, con kính xin Phật trời cho hai tụi nó được. Anh Hai. Hả? Trời đất ơi, ủa cô Hai Sa? Bà đi. Ôi đi trời. Hồi nãy tôi đã nói với bà là tôi có đồng ý em luôn đi theo bà mà. Không có được khổ nghe chưa. Tôi đến đây để tìm con của tôi. Anh Hai, xin phép anh cho tôi được gặp lại con gái của tôi mà anh ơi. Lượm ơi, má nè con. Tía ơi tía. Má đi nè Lượm ơi. Có chuyện gì xảy ra vậy tía? Tía ơi, tía đâu rồi tía? Rồi tía đây con. Chuyện gì vậy tía? Bà đây là ai vậy tía? Là má của con đó. Má của con thất lạc mười mấy năm nay đó. Má. Anh Hai. Ừ. Má con. Má nè Lâm ơi. Má đây nè Lâm ơi con ơi. Má. Trời ơi, con gái của tôi. Má sẽ đưa con đi qua bên Quy Kỳ á, rồi má sẽ chữa lành đôi mắt cho con nha con. Má ơi, con mừng quá má ơi. Anh Điển ơi, anh Điển ơi, vậy là em sắp sáng mắt rồi. Thôi. Bà Quan Âm chứng rồi anh Điển ơi. Thôi con à, con vào con sửa soạn mấy bộ đồ đi rồi đi cho kịp. Đi cho kịp với má nghe con. Cô Hai à. Này, dạ. Con Lượm nó là con của con. Con nhận lại nó thì tôi không có trách. Dạ. Tôi cũng không có dám cấm cản gì. Cảm ơn anh Hai. Nhưng mà cô muốn đưa nó đi. Dạ. Thì cô phải hỏi ý kiến của chồng đó, là thằng Niễn đó. Anh Hai, không biết thì thôi, chứ bây giờ đã biết rồi thì tôi không cho con gái tôi nó lấy thằng Niễn đâu anh Hai à. Cô chê nó xấu xí tật nguyền phải không cô Hai? Không. Cô có biết tại sao nó bị như vậy không cô Hai? Anh Hai à, ngày xưa ông Hội Đồng là cha của cô đó, cho người đốt nhà của bà Tam Mụ. Con Lượm nó nằm ở trong đó đó cô Hai à. Chính thằng Điển nó chạy vô đống lửa đó, nó cứu con Lượm ra, cho nên cái bản mặt nó mới bị cháy như vậy đó cô Hai à. Đổi lấy cho con gái của cô có mặt xinh đẹp như bây giờ, thằng Điển nó phải chịu đau đớn lăn lộn trong nhà thương thi á, cả cuộc đời của nó phải ôm bộ mặt ghê rợn suốt cuộc đời. Đây Niễn ơi, tiền nè con, cầm đi con. Tôi không có bán vợ tôi. Niễn, con à. Bà đưa em Lượm đi. À, mày nói cái gì vậy Niễn? Trước khi tôi đổi ý. Lượm ơi, đi lẹ lên đi con ơi. Đi lẹ lên, đi với má con ơi. Đi, dạ. Đi lẹ lên tía con. Tía ơi tía, con đi theo má con lên Sài Gòn chữa mắt xong á là con về với tía nha tía. Tía có mừng cho con không tía? Tía mừng cho con. Đi lẹ lên con đi con. Anh Niễn à. Tía ơi, anh Niễn đâu rồi tía? Nó đang thằng Niễn nó ở ngoài xe đó con. Đi ra ngoài đón nó. Nó đón con ở ngoài. Đi ra con ngoài đi nha, ra ngoài tía. Gặp nó ngay con. Đợi con về nha tía. Đi lẹ lên đi con. Anh Niễn ơi, anh đợi em nha anh Niễn. Tôi cảm ơn anh Hai, cảm ơn cậu Niễn. Không, vợ của tôi mà. Không, con gái của tôi không thể nào lấy ma lấy quỷ được. Cô Hai, cô nói cái gì vậy cô Hai? Cô nói ai là ma là quỷ vậy cô Hai? Cô Hai, cô Niễn, mày chạy thì mày bắt con Lượm lên cho tao. Niễn, bây giờ mày phải nói cho nó biết, mày chính là chồng của nó. Niễn, tại sao mày đến chức cha vậy? Chạy theo bắt con Lượm. Tía ơi,
con không. Đào cái mộ cho con ở đây kìa. Không, Tiên không có chấp nhận mày làm cái chuyện con đó. Con đào cái mộ liền đi. Không, Tiên ơi Điện, Tiên không có chấp nhận. Tiên ơi Điện, con lại Tiên, ông Tiên suốt đời con bằng. Con lại Tiên, con lại Tiên, con lại. Điện ơi, Điện, Điện ơi, mày bỏ Tiên sao Điện ơi. Điện. Trời ơi. Tôi đã nói với ông rồi, ông anh à, tôi là bạn của cô Lượm, tôi biết rõ hoàn cảnh cổ hơn ai hết. Cổ nhờ ông viết hồi ký cho cổ, ông phải viết chính xác. Tại sao mà ông lại thêm thắt? Ông nói là cô Lượm cổ lấy chồng rồi cổ sống hạnh phúc, trong khi ở ngoài đời á, cô Lượm cổ chờ đợi anh Điển cho tới tận bây giờ. Bởi vì cổ thừa biết cái nấm mồ đó chỉ là nấm mồ gió, rồi sẽ có ngày anh Điển ảnh sẽ trở về. Không, tôi không chấp nhận điều đó. Bởi vì tôi thấy viết hồi ký mà như vậy là ác với cô Lượm lắm. Cô Lượm là một người đàng hoàng tử tế, cô phải lấy chồng, cô phải có con, cô phải được sống một gia đình hạnh phúc, chứ không thể nào như vậy được bà. Nhưng mà ông không có quyền làm như vậy. Ông là nhà văn thì ông phải viết đúng sự thật. Ông về đi, tôi sẽ không trả một đồng bạc nào cho ông hết á. Ông về đi. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành thêm một tràng pháo tay chúc mừng cho thí sinh Gia Bảo hoàn tất phần thi của mình với phần hỗ trợ của nghệ sĩ Thanh Hằng, Quán Quân Sao Nói Ngôi Mùa Đầu Tiên Bình Tinh và nghệ sĩ Dương Cường. Có thể nói rằng cái nghệ thuật cải lương của chúng ta đó, có cái tác giả Hà Triều Hoa Phượng là thật là vô tiền khoáng hậu. Tức là người đến cái thế giới này và khi ra đi đó để lại những cái gia tài cho những người làm nghệ thuật Việt Nam, nhất là cái giới trẻ như tụi con, càng ngày càng làm sáng lên cái thiện, cái giá trị thật của một cái văn hóa Việt, cái sự thương yêu và sự hy sinh, cũng như là lòng chung thủy của ông bà ta, cũng như là người Việt Nam bây giờ, bao giờ cũng là sức sống cho nhiều cái thế hệ. Mà hôm nay cái trích đoạn này của con làm là một, tức là cho cô gửi một cái hôn, nhất là với Bình Tinh. Tức là người bạn này đó là rất là xứng đáng là quán quân của Sao Nối Ngôi. Tức là bạn diễn như là không diễn. Và cái sự tiến bộ của Bình Tinh á, thấy quá hết, quá hay mà quá đẹp. Tức là chúc mừng tụi con và chúc mừng cho cái Sao Nối Ngôi. Nãy giờ tôi dằn hết sức rồi đó. Con được cái may mắn là những cái đồng nghiệp phụ diễn với con cũng quá tài ba. Diễn hay lắm, tình cảm lắm. Nhưng mà cái lúc mà con chổng cái đầu vô cái lu rồi ngước lên chứ quên cái niễn vậy. Cái lúc mà ngay thẳng luôn rồi cái giật mình cái mới niễn lại. Có phải không? Phải nhớ cái vụ này nha. Tôi để ý kỹ lắm. Phải để ý mấy cái nhỏ nhặt này. Thì ngoài ra thì cái tình tiết rồi nội dung kịch bản quá hay, quá tuyệt vời, diễn rất là hay. Tôi rất là làm lạ. Tôi thấy một hình ảnh anh Sáu Bảo Quốc đang diễn ở trên đó. Dấp dáng, giọng nói, cử chỉ chung quanh lại có rất nhiều người có nghề, mà nghề rất giỏi. Riêng về Gia Em thì tôi nói như thế này, tôi ví dụ một hai điểm thôi. Trong cái một trạng thái bấn loạn để chụp cái mâm cao đó, không thể biết trước được. Và cái gì làm em chụp nó nhấn,
một cái bức xúc mà tới đó mới thấy, mới chụp lên nó đúng thời điểm, tự nhiên ta làm cái điểm nhấn của vai diễn, cũng như đội ngược cái trầu trên đầu, nó phải đúng đỉnh điểm, đúng tích tắc, đúng trạng thái, em đội lên nó mới có giá trị, và cái giá trị rất tuyệt vời. Ở đây muốn đội là tự nhiên ụp lên đội thôi, nó không có một sự chuẩn bị về trạng thái tâm lý, mặc dù mình rất có cảm xúc nhưng mà bị nhanh nhanh, nhất là giai đoạn sau, cái đoạn trước khi hết màn một, nó bị nhanh, nhưng nó phải có điểm nhấn, có điểm nhấn để người ta thấy đầy đủ trạng thái bức xúc của mình. Và tôi cho là bạn hơi tham, cái phần hai không cần thiết, cái màn hai không cần thiết, lúc ra đi chạy đi đà đủ cái trích đoạn này rồi. À, xin cảm ơn, chúc mừng em. Vào năm 1965, trước khi đoàn Thanh Minh Thanh Nga trình diễn vở Sông Dài do cô Thanh Nga đóng vai vai lượm, thì Hà Triều Hoa Phượng đã viết một kịch bản giao cho cô Thẩm Thúy Hằng và Phương Dung. Cô Phương Dung có được may mắn hát trong chương trình đó tại rạp Thanh Bình. Gần 50-60 năm cô mới được nhìn lại trên sân khấu một trích đoạn Sông Dài mà Gia Bảo đã thể hiện vai Niễn. Tuy hơi mập một chút nhưng mà con có những cái diễn xuất, cô rất hạnh phúc để hồi tưởng lại cái thuở cô 17-18 tuổi đã được hát trong cái vở Sông Dài này. Sông dài cá lội biệt tâm, phải duyên chồng vợ, ngàn năm em cũng chờ. Xin được cảm ơn những lời nhận xét đánh giá của ban giám khảo và những góp ý hết sức là tinh tế và chi tiết của các thành viên ban giám khảo dành cho Gia Bảo. Và ngay bây giờ là điểm số của ban giám khảo dành cho thí sinh Gia Bảo. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Thật ra với cái trích đoạn hôm nay và với bao nhiêu cái người nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng với con đó, với cái giá trị thực sự của tác giả Hà Triều Hoa Phượng mang lại đó, nếu cô có thêm một điểm, cô cũng sẽ cho con thêm một điểm nữa. Mời! Chúc mừng Gia Bảo đã có điểm 10. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Mời! 2 điểm 10 dành cho Gia Bảo. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Phương Dung. 9,5. Thưa quý vị và các bạn thân mến, số điểm của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Gia Bảo. Chín mươi năm, chúc mừng bạn. Ông Tám, hôm nay có hát cho bà con xem không ông Tám? Hát gì nổi mà hát. Mấy ngày nay mưa bão triền miên, đợi khi nào trời quang mây tạnh á, đoàn hát phục vụ bà con thông cảm nghe. Dạ. Ông ơi. Ừ? Ông à. Gì? Trời mưa gió bão bùng không có hát được đúng không? Ừ. Thôi, để tôi chạy qua bên bà Bảy á, tôi lấy ít gạo với mấy trứng vịt về nấu cơm cho hai cha con ăn ha. Bà còn tiền không? Tiền đâu, đi qua bển mua chịu. Rồi vài ngày hát được rồi trả cho người ta. Ừ, cố gắng năn nỉ người ta nghe bà. Ừ, không có gì đâu. Má. Hả? Mua chịu nữa hả? Ừ, mua chịu rồi vài ngày nữa mình hát được cái mình trả lại cho người ta con. Mua thôi, hoài. Nè, hai cha con ông đi vợt bài gì đi. Tôi đi chút về, ha. Nhớ năn nỉ người ta nghe bà. Giang, ca lại cái bài Trường Tương Tư cho cha nghe coi. Hát đi anh Giang. Anh Giang, anh Giang hát hay mà, hát đi. Đó, hát đi con. Biết lấy ai nhân rồi bồi hồi đừng ngồi không ai.
già. Hay quá, trời ơi, nhạc hay quá. Hay cái gì mà hay, con ca cái bài này không có hồn vía gì hết vậy Giang. Cái bài Trường Tương Tư hay nhất là mấy cái vuốt câu cuối, ca làm sao cho nó ngọt. Bài Quán Phụ mà con, ca phải vô dòng người mới được chứ con. Chỉ có mình cha chê con ca dở thôi. Đó, anh chị khen con ca hay đó. Cha là cha của con, cha nghĩ sao cho nói vậy. Ca lại bài này cho cha nghe thử coi. Thôi, con không ca nữa đâu. Tại sao vậy? Con nói cha nghe, bây giờ con muốn lên bờ à. Con không có đi gánh hát như cha đâu. Con không muốn bấp bênh như vậy nữa. Con muốn lên bờ, con muốn có một công việc ổn định. Con muốn xây nhà trên bờ, chứ không phải là cái nhà nhách tạm hờ như vậy. Đi suốt ngày mà đi hoài à. Giang à, cái ghe của mình à, ba đời, dòng họ nhà mình ba đời cái nghiệp hát. Ông nội con tới cha tới con, nghề hát là máu thịt của mình mà con. Đụng tới cha là cha lôi nghề ra cha nói à. Đó, ông nội, rồi đời cha, rồi đời con. Chẳng lẽ cha bắt đời con phải đi bắp bên như cha như vậy đó hả? Con nói rồi, con không đàn không hát gì nữa hết. Nghe lời cha, cầm cái đàn lên. Không, con vừa, không đàn. Vừa đàn vừa hát. Con không hát, con cầm không lên. Hát, con không đàn nữa. Cầm lên. Con không đàn. Vừa đàn vừa hát cho ta. Con không đàn mà. Cái đàn của cha. Cha, cha. Cái đàn của cha. Cái đàn của cha. Cha ơi. Mẹ. Cha. Cha gì vậy con? Cha con kìa mẹ. Cha con. Trời ơi, ông ơi, Giang, từ từ con. Cha, cha. Ông ơi. Cha. Ông ơi. Ông ơi, ông ơi, ông đâu rồi? Bà Tám ơi. Ông Tám chỉ kịp đưa cái cây đàn này lên bờ cho con ơi. Rồi ông bị nước cuốn trôi rồi. Ông ơi
đàn còn đây mà bóng hình cha mất vàng. Khúc tương tư còn hằn sâu trong tâm tưởng lời cha khẽ dạy con khôn lớn nên người. Vậy mà giờ đây tắt liệm tiếng cha cười, ngoài kia đang phủ trùm cơn giông bão, còn nơi đây cũng đau buốt tâm hồn. Khúc tương tư chữa bạn cho đàn còn gian dở, mà sóng biển vô tình phá vỡ cuộc đời cha. Con biết đi đâu biết về đâu bây giờ, khi ghe hát này vẫn tiếng gọi cha ơi. Con ơi, ai nhắn gửi đôi lời bồi hồi. Đừng ngồi không ăn dạ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một tràng vỗ tay nữa thật lớn dành cho Trường Giang, nghệ sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ Tô Châu. Quý Trân phải nói là các thí sinh của chúng ta quá giỏi, bởi vì các bạn có thể hát, có thể diễn và có thể viết những gì mà mình suy nghĩ. Trường Giang ơi, chú cũng đã có gần 6 năm lên đên trên ghe để mà đi hát rong ruổi ở miền Đồng Tháp. Mà chú không ngờ một đứa trẻ như con mà có một tư tưởng để dàn dựng ra một cái tiểu phẩm chú rất thích. Chú rất thích. Nhưng mà chú ước gì con ca thêm nhiều hơn. Tại vì dầu sao con cũng là hậu duệ của Minh Tơ. Con diễn xuất rất là hay, bạn diễn của con cũng rất là hay. Khi mà con hát chồng lên thì riêng chú nghĩ là con xuống chút xíu nữa nó sẽ thoải mái hơn nha. Thì con để ý cái phần hát. Nghệ thuật nói chung có bốn chữ: duyên phận và nghiệp chỉ. Riêng đối với con, gia đình mình đã 2-3 đời là nghệ sĩ, thì con phải làm sao phải hay hơn những tiền nhân của mình. Kịch bản xúc động, dàn dựng công phu và thấy rõ cái khát vọng của Trường Giang đối với nghề cũng như là đối với tổ tông. Nhưng mà cô mong một cái kết khác với cái kết này. Bởi vì nếu để cho một người trẻ trưởng thành mà một người lớn ra đi thì cuộc sống nó đau lòng quá. Sao mình không làm cho một cái kết thúc tươi hơn? Con đứng lên và mẹ dựa vào con thì đó mới là một cái kết của cải lương ca hay đẹp hùng bi tráng. Còn bây giờ sẽ là số điệp của bạn. Xin mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Đúng ra đó là cho con 10, bởi vì cái công trình của con, cái cách suy nghĩ của con đặt vấn đề trong cái trích đoạn này. Nhưng mà sẽ bớt con một điểm là bởi vì cái kết nó quá bi thảm thay vì nó bi tráng.
con đồng ý không? Cái này không có công bằng. Nói cho 10 mà dì khóc hụ hụ trừ con người ta tới 1 điểm lận. Vậy đó hả? Thôi bây giờ là thôi nửa điểm thôi nha. Thôi trừ con nửa điểm thôi. 9 điểm rồi. Chúc mừng bạn. Số điểm từ phía giám khảo danh ca Phương Dung 9,5. Danh ca Thái Châu thì sao ạ? 9,5. Số điểm của nghệ sĩ Hoài Thanh chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo khán giả tại trường quay. Xin mời. Số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Trường Giang là 9,5 điểm. Chúc mừng bạn. Chàng ơi, mình mau đi xem hội chàng ơi. Chàng ơi, dừng lại, dừng lại. Chàng ơi, là hội a trăng rằm. Là hội a trăng rằm. Đi xem hội là đèn hoa đăng. Tóc cài là cài hoa thắm, xiêm mi rực rỡ đại trang. Hài hoa em thước tha mình ngọc, chàng là chàng có thấy xa xa. Trong hội mùa lần đi đùng y a đi đùng, tuôn nàng ta chiều ta cuồng. Miễn nàng quả già lão cũng thấy vui. Trong chàng xanh sao mỏi mòn, thôi quay về không xem hè xem hôi. Ơi, ơi nàng ơi, tuy ta già nhưng khỏe hơn trai tráng. Ơi còn khỏe mắt còn to hơn trăng rằm. Gân cốt tư chi vẫn mạnh lành. Ôi có xá gì nàng ơi. Qua cây cầu là mình đến nơi. Nàng chớ lo cô ta che chở. Chồng già vợ trẻ ta như tiếng trên trời. Nào, nàng ôm ta cẩn thận. Dạ. Cẩn thận chàng ơi. Cẩn thận đó. Coi chừng té thiếp à. Té thiếp rồi đó thấy chưa. Để y thiếp giúp chàng nha. Thank you.
Có chừng té Giang ơi. Mới qua cây cầu chút xíu mà chàng đã mệt lá người hả? Thì làm sao mà che chở cho thiếp được hả? Thôi mau thả thiếp xuống để thiếp tự đi xem hội hả? Đâu có được, người ta nói vợ là bất ly thân, nhưng người ta cũng có nói là nam nữ thọ thọ bất tương thân. Thân trước giữ, thân sau như lão, không có giữ. Thả thiếp xuống để thiếp đi xem hội hả? Tế nạc ơi, thở chút xíu là nhõng nhà nhõng nhẽo. À nói lấy vợ trẻ là sướng đâu. Nàng ơi. Dạ ơi. Nàng à. Dạ à. Chắc Nguyệt lão sẽ duyên lộn mối. Ý ta nói chắc Nguyệt lão xe duyên ở chị thắm. Để cho lão đây hội ngộ duyên ư. Ta nguyện làm cây cao che chở khách chư đài. Lời nói ra thì chàng ghi nhớ, chưa để phấn hồng mà lỡ vỡ đường yêu. Dẫu chàng so tóc bạc phơ, thiếp nguyện giữ vẹn chữ tình cùng ai. Trăm năm mưa sanh duyên hài, phải duyên chồng vợ ta lại gần với nhau. Ôi duyên nợ, cái mà duyên nợ. Ta bén duyên chồng vợ, trách đời hay là trách nợ. Cuối đời mà còn sợ vợ, mưa cao lên hỏi ông trời. Trời gieo chi cánh tình buộc ràng hỡi nàng. Dạ mời công tử. Nè ông già kia, già cả lộm khộm không lo nhà giữ con giữ cháu, đi ra đường chận đường công tử. Người có biết như vậy là có tội hay không? Chàng ơi, chàng có sao không chàng? Trời ơi, hằng nga tái thế, tiên nữ giáng trần, con cái nhà ai mà đẹp quá trời quá đất luôn à. Nè nàng ơi, chàng đi đâu mà dội mà vàng, mà dội mà vàng, mà dấp phải đá mà hoàng phải chân ngắn. Chân ngắn là ôm xong mà. Dạ, chúng em đi xem lễ hội. À, đi xem lễ hội hả? Ta cũng đi xem lễ hội nè. Mà này người kia ơi. Có ta. Tôi và người không quen không biết, cớ gì mà cản hài cảm vấn vậy chứ hả? Chứ
trước lạ sao quen mà người đẹp. Cũng lạ, không quen gì hết. Tránh ra, để cho lão cổng vợ đi xem lễ hội. Nè, ông cụ, sao tự nhiên cụ nổi nóng với con vậy hả cụ? Công tử, chắc ông cụ này nè, cổng cháu gái đi xem hội đó công tử. À, mình thích cháu gái người ta thì mình phải tôn trọng người ta, kính lão đắc thọ, dạ. Đúng không? Dạ, con chào ông ngoại. Không có ông ngoại, ông nội gì hết. Ta nói cho biết, nàng là vợ của ta, còn ta là chồng của nàng. Ê, ông mới nói gì vậy? Ông nói ông là chồng, cô ấy là vợ. Công tử. Trời đất ơi, trời ơi, ta nghe nói ổng là chồng, còn người đẹp đó là vợ. Trời ơi, ta muốn ngất luôn vậy đó. Nè, ông cụ kia, ai là chồng, ai là vợ? Hả? Nghe qua lòng xót xa, cười ha hề. Tiếc cho ông chồng già lấy vợ tiền. Tóc thì như ổ rơm, răng không còn. Cớ sao lại đeo bông hỡi cụ ông? Thân ta dù xác sơ nhưng còn khỏe trâu. Chớ ở đây cợt đùa bướm dờn qua. Bớt này người ấy ơi, thôi xin đừng tránh ra cho em nhờ, đừng lạ lời. Người đẹp em như đó hoa hồng nở rộ, lại ưng chi ông lão lồm cồm. Chịu anh đây anh quý anh chiều, anh đem vàng bạc hiến dâng cho người đẹp. Thiếp chưa rõ tên nguồn tên tội, cậu tên chi cho thiếp tận tường. Ý mà khoan, thiếp đã có chồng, lỡ tiếng ác suốt đời. Cô lẹ thế mà cô lẹ. Nè, có chồng rồi phải không? Không có sao đâu. Người ta nói là có chồng thì mặc có chồng, còn duyên anh nằm anh bồng anh tưng 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 tưng. Cậu mà còn động tay động chân, đừng trách lão không khách sao. Rượu mời không uống, lại muốn rượu phạt à? Nè ông lão, ông có biết ta là ai không? Ta cho ông biết, ta là công tử, con của quan bá cũ, cai trị cả vùng này. Đụng đến ta thì tan thành mây khói, nghe chưa? À, thì ra người là con của quan bá cũ hả? Phải đó. Nè người kia ơi, có ta nè. Nếu người nói người là con quan, con của quan, ăn nói sao tử tế với dân thường, ăn nói như ngài thật là hầm hồ hả? Hầm hồ gì? Trời ơi, hầm hồ. Nàng nói chi phải, giữa đường mà còn ghẹo bướm dờn qua. Hoàng ba cửu, có ngài bị di sủ gì ngài? Được, ta sẽ cho ông lão biết mặt. Tụi bay, dạ. Bắt ông lão, để ta cõng người đẹp đi xem hỏi. Dạ, dạ. Ra tay. Tôi biết là hãy xem này thôi. Chàng ơi, theo ta người đẹp, theo ta. Ây da,
Công Tử. Công Tử ơi, bầm dập hết trơn rồi. Mày để tao. Chàng ơi, hay là mình đi xem lễ hội? Chàng ơi, lễ hội vui quá chàng ơi. Chàng ơi, lần kia. Chúc mừng thí sinh Trường Giang đã hoàn tất phần thi của mình với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Lê Tính và vũ đoàn Hải Âu. Tiết mục này có hai ước mơ. Ước mơ thứ nhất là ước mơ của một ông lão thương một người vợ và muốn cho người vợ đi xem một cái lễ hội. Còn cái sự ước mơ của Trường Giang muốn diễn một cái vai nó hơi khó thì đúng, rất là khó. Mà nghệ sĩ mà không chịu tìm tòi, không chịu khó thì muốn tiến lên xa cũng hơi khó. Cho nên phải cần một cái sự sáng tạo, một sự tìm tòi, một sự khổ luyện. Thì ở đây tôi thấy có sự khổ luyện rõ ràng. Từ cái chân rung, từng cái bước đi và từng cái thế đánh võ. Và khi mà che giọng nói để giấu cái khẩu miệng về ông già và cô gái. Những chi tiết đó rất là hay. Trường Giang trẻ, tôi trân trọng sức trẻ của con để tìm tòi những cái khó cho mình, để trở thành sau này trở thành một người nghệ sĩ chịu sáng tạo. Khen con, tức là con có công để con đi tìm hiểu một cái mới, một cái lạ. Phải nói với con rằng đây là một cái kinh điển của tuồng, mà cái người mà con nói con xin phép đó, đó là người số 1 của đoàn tuồng Trung ương, nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên. Và cô thấy rằng cái cách con dàn dựng nó rất là công phu. Chỉ có điều là ở trong cái trích đoạn này nó khó ở cái chỗ đó là người đóng phải phân biệt và phải để cho khán giả nghe thật rõ cái sự khác biệt giữa cái giọng của ông già với cái giọng của một cô gái trẻ. Thì ở đây đó, khi con giả giọng già đó thì cô nghe rất là đúng. Thì con chắc có lẽ là cũng đã tập nhiều lắm. Nhưng mà khi trở lại cái giọng của gái trẻ thì con lại không đạt. Bởi vì hai cái tông này nó hoàn toàn nó khác. Ừ, tao nói như vậy đó mà tao mệt lắm. Dạ không phải, ông phải nói vậy nè tôi mới chịu đó. Đấy, tức là đại khái là con phải làm cho thật rõ. Tuy nhiên cái sáng tạo của con rất là đáng khen ngợi. Cảm ơn con. Dạ, con xin cảm ơn. Con có một cái ước mơ dàn dựng cái tiết mục này nó hay lắm, nó giá trị lắm. Nhưng mà con phải nghĩ là như cô Tuyết nói, là giữa cái giọng nữ và cái giọng ông lão nó phải rõ ràng để người ta đừng có mất đi cái cảm xúc. Như chú ở đây nhìn, chú nghe là chú, nghĩa là nguyên một cái dàn dựng nó tuyệt vời lắm, nó ý nghĩa lắm. Nhưng mà khi mà nghe con hát lên cái giọng của nữ rồi nói qua cái giọng ông lão là mình bị vơi đi cái cảm xúc nhiều. Nhưng mà cô tin rằng con sẽ tập được thôi. Con đã xem cô Đàm Liên rồi phải không? Dạ con đã xem. Con có thấy phân biệt rất rõ không? Dạ. Cho nên là con nếu đã chọn thì nghĩa là con phải tập. Cho nên là cô rất mong rằng đó, những lần tới đây con khi con hát nghĩa là con sẽ làm được. Dạ. Hôm nay là tôi thấy Trường Giang tại đây diễn cái này thì tôi rất là khen ngợi. Bởi vì diễn rất là khó. Bởi vì khi một người mà mình phải giả thành một người nữa thì theo tôi cái điều đó rất là khó khăn. Nhưng mà tôi thấy Trường Giang diễn cũng được lắm. Tôi thấy là tốt đó.
Bởi vì tôi thật sự thì tôi không có xem được cái vở tuồng, nhưng mà tôi thấy Trường Giang diễn thôi, thì tôi thấy là sự cố gắng hết sức của Trường Giang. Tôi thấy Trường Giang đã cố gắng hết sức mình, và tôi thấy cảm thấy rất là thích thú với cái tiết mục này. Và tôi khẳng định đây là một cái tiết mục hay. Xin cảm ơn em. Dạ, cho con xin phép được tri ân chút xíu à. Con cũng xin cảm ơn cô nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên. Không những cô cho con tác quyền để chuyển thể, mà trước ngày thi cô có gọi điện thoại trực tiếp với con. Cô có chỉ con những cái động tác. Cô đã truyền cho con được một cái nghề, cái lửa. Con rất là trân trọng và tri ân. Còn bây giờ sẽ là số điểm bạn nhé. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Cho con 10 điểm. Xin được mời danh ca Thái Châu. 9,5. Xin được cảm ơn anh. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. 1. Vâng, xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Thưa quý vị và các bạn mến, số điểm của nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Lê Nguyễn Trường Giang. Chúc mừng bạn.